Ông Zelensky thăm tiền tuyến Bakhmut. Nga triển khai xe tăng T-54 cổ đại tới Ukraine. NATO chính thức cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine. Xoay thị trường khí đốt sang Trung Quốc là thất bại của Nga. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm gần mức thấp nhất. Suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở Trung Quốc đại lục. Tăng vọt người Trung Quốc vượt biên vào Mỹ. Syria cáo buộc Israel không kích làm tê liệt sân bay. Tất cả sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng tối ngày 23 tháng 3 trên kênh Tinh Hoa TV. Phạm Dương xin kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ cùng với những người thân yêu. Ngay sau đây là những thông tin về cuộc chiến tại Ukraine và các bản tin từ khắp nơi trên thế giới. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày thứ 393 của cuộc chiến tranh Ukraine, rất nhiều người lính Ukraine đã ngã xuống cho lý tưởng bảo vệ đất nước của họ. Một người lính khác đã chết trong khi bảo vệ Bakhmut khỏi quân đội Nga. Người cha của hai con nhỏ từng được về thăm nhà và ghi hình lại với nụ cười trên môi khi ôm con mình trong vòng tay, giờ đã nằm xuống vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại con mình nữa. Nỗi đau này đã được vợ của anh chia sẻ bằng một lời cảm động. Các con ơi, bố của các con giờ đã là thiên thần rồi. Cũng vào hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đến thăm các vị trí quân sự gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở miền đông Ukraine khi một cuộc tấn công của Nga đánh phá một tòa nhà dân cư khiến hàng chục người bị thương. Ít nhất một người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong khu căn hộ ở Zaporizhia, một thành phố gần tiền tuyến ngay trước khi ông Zelensky tuyên bố thăm mặt trận, thị trưởng cho biết. Trong chuyến thăm mặt trận gần Bakhmut, trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến tranh, ông Zelensky đã thừa nhận quân đội có một nhiệm vụ khó khăn. Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây hôm nay để vinh danh cho những anh hùng của chúng ta, để bắt tay và cảm ơn họ vì đã bảo vệ chủ quyền của đất nước chúng ta. Đoạn video do văn phòng của Tổng thống Ukraine công bố cho thấy, ông đến một thành phố gần tiền tuyến, gặp gỡ quân nhân trong một nhà kho. Tại đây, ông đã trao tặng quà cho các binh sĩ. Hiện nay, Kyiv cho biết trận chiến giành Bakhmut, nơi có dân số khoảng 80.000 người trước chiến tranh, là chìa khóa để kìm hãm các lực lượng quân đội Nga dọc theo toàn bộ mặt trận phía đông. Trận chiến hơn một năm tại Ukraine đã phá hủy tất cả những thành phố trong chiến trận, cần ít nhất là 411 tỷ đô la ngay vào lúc này để phục hồi và tái thiết Ukraine. Con số này được Ngân hàng Thế giới ước tính dựa trên thiệt hại do Nga gây ra trong cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine từ hồi tháng 2 năm ngoái. Trong đêm qua, các lực lượng Nga đã cố gắng chiếm khu vực ở gần Kromove. Ban đầu, họ đã giành được một số vị trí, nhưng ở giai đoạn tiếp theo, các lực lượng của Ukraine đã đánh bật được quân đội Nga. Tình hình vẫn ít nhiều là giống như trước. Trong khi đó, phía Nga đã đưa tin rằng quân đội Ukraine hoạt động ở vùng Orekhov đã tiến vào làng Novodanilovka, phía nam của thành phố. Khu định cư nằm trong vùng xám, thực tế không có đơn vị Nga hay quân địch nào ở đó. Nga đã giành lại một phần quyền kiểm soát các hướng tiếp cận trực tiếp tới thị trấn Kremina, nơi bị Ukraine đe dọa trực tiếp vào hồi đầu năm. Ở những nơi Nga đã đạt được tới vài km, các chỉ huy của Nga có khả năng đang cố gắng mở rộng một khu vực an ninh phía Tây từ các tuyến phòng thủ mà họ đã chuẩn bị dọc theo vùng đất cao hơn và tích hợp chướng ngại vật tự nhiên của sông Oskil. Về mặt tác chiến, ý định của Nga ở phía Đông Bắc có thể vẫn là phòng thủ. Các chỉ huy có lẽ lo sợ đây là một trong những khu vực mà Ukraine có thể thực hiện các chiến dịch phản công lớn hơn vào mùa xuân sắp tới. Nhiều xe tăng T-54 70 năm tuổi đã được chụp ảnh tại một nhà ga trên đường từ vùng viễn đông của Nga. Theo nhóm tình báo xung đột, Nga đã gửi T-54 cổ đại cho Ukraine do tình trạng thiếu hụt xe tăng hiện đại đang hoạt động. Đoàn tàu chở với T-55 và T-54 gần đây đã khởi hành từ thị trấn Arsheniev, vùng Primorsky, nơi đặt căn cứ lưu trữ và sửa chữa xe tăng ở trung tâm 1295, nhóm Osint cho biết. Họ cũng lưu ý rằng việc triển khai và sử dụng xe tăng T-62 của lực lượng vũ trang Nga trong cuộc tấn công hiện đã được ghi nhận từ mùa hè năm 2022, nhưng đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc loại xe tăng T-54 và T-55 đã rút khỏi kho niêm yết. Nguyên mẫu T-54 đầu tiên được hoàn thành tại Nizhny Tagil vào cuối năm 1945. Từ cuối những năm 1950, T-54 cuối cùng đã trở thành xe tăng chính cho các đơn vị thiết giáp của quân đội Liên Xô, quân đội của các nước Hiệp ước Varsô và nhiều đơn vị khác. T-54 hoặc là T-55 là xe tăng được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử quân sự. Liên Xô đã từng sản xuất khoảng 83.500 xe tăng và Ba Lan cũng như Cộng hòa Czech
đã sản xuất thêm 21.000 chiếc, trong đó Trung Quốc cũng đã nhân bản nó và bảo đảm rằng Bắc Triều Tiên, Bắc Việt Nam, Lào và Campuchia cũng có nhiều chiếc xe tăng loại này như trong các cuộc chiến tranh ở đất nước của họ trước đây. Mục tiêu bây giờ là giúp người Ukraine tiến hành một cuộc tấn công và giành lại lãnh thổ của họ và không có sự ngăn cản nào để cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. The Guardian dẫn một tuyên bố của ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký của NATO. Cùng lúc đó, ông Stoltenberg cũng tuyên bố rằng có đủ căn cứ để khẳng định Nga không hề có thiện chí hòa bình. Vì lẽ đó, chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch để tiến hành việc hỗ trợ Kyiv trong dài hạn. Các đồng minh trong NATO có thể tiến xa hơn trong việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine và cung cấp cho phía Ukraine máy bay chiến đấu F-16 hoặc các máy bay chiến đấu khác do phương Tây sản xuất. Ông Stoltenberg nói rằng Điện Kremlin đang tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao, sử dụng hàng nghìn binh sĩ vì lợi ích tối thiểu trên chiến trường. Quan chức này cũng lưu ý rằng chính quyền Nga đang tìm cách tăng cường sản xuất quân sự trong nước và đang kêu gọi các chế độ như là Iran hoặc là Triều Tiên hỗ trợ quân sự. Điều này cho thấy Tổng thống Putin có ý định tiếp tục chiến tranh, nên phương Tây phải sẵn sàng hỗ trợ Ukraine lâu dài, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh. Thưa quý vị, Trung Quốc không thể bù lấp cho Nga về việc mất thị trường khí đốt ở châu Âu. Nhân chuyến thăm Moscow của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố chuyển giao 98 tỷ mét khối khí đốt và 100 tỷ tấn khí hóa lỏng cho Trung Quốc vào năm 2030. Tuyên bố của ông đã được các phương tiện truyền thông nhà nước của Liên bang Nga phổ biến vào ngày 21 tháng 3, Dialogue.ua đưa tin. Trong thực tế, câu chuyện này không mới. Trước chiến tranh, Nga hàng năm đã xuất khẩu khoảng 150 tỷ mét khối nhiên liệu xanh sang châu Âu và bây giờ thị trường này đã bị mất đi và đối với Liên bang Nga, nó có lẽ sẽ mất mãi mãi. Trung Quốc sẽ chỉ mua 26 tỷ mét khối từ Nga hàng năm, ít hơn nhiều so với người châu Âu và rẻ hơn nhiều vì người Trung Quốc chỉ đồng ý mua khí đốt của Nga với mức chiết khấu lên tới 70%. Có thể khẳng định rằng chính sách hướng về phía đông mà Điện Kremlin buộc phải thực hiện hóa ra lại không có lợi cho Nga và thậm chí còn nguy hiểm vì nó khiến nước này phụ thuộc vào những kẻ cơ hội ở phương đông. Trước đó, Dialogue.ua đã báo cáo rằng Azerbaijan tuyên bố sẽ là cường quốc khí đốt mới. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từ chối thành lập một trung tâm khí đốt của Nga. Kính thưa quý vị, sự ủng hộ đối với Tổng thống Joe Biden đã giảm kể từ một tháng trước, gần mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, khi chính quyền của vị tổng thống này cố gắng tạo ra cảm giác ổn định trong khi đối mặt với một số vụ phá sản ngân hàng và lạm phát vẫn ở mức cao. Một cuộc thăm dò mới của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng của Associated Press, NORC, cho thấy có những dao động nhỏ trong việc ủng hộ ông Biden trong vài tháng qua. Tổng thống đã ghi nhận tỷ lệ tán thành là 38% trong cuộc thăm dò mới. Xếp hạng của ông đạt mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống vào hồi tháng 7 năm ngoái ở mức là 36% khi toàn bộ sức nặng của việc tăng xăng, thực phẩm và các chi phí khác bắt đầu ảnh hưởng đến các hộ gia đình của Hoa Kỳ. Khi nói đến vị tổng thống này, mọi người thường không do dự giữa thái cực ủng hộ tuyệt đối hoặc là sự chán ngán cực độ, vốn là một đặc điểm của nền chính trị chia rẽ trong thời gian gần đây. Chỉ có 31% người tán thành vai trò quản lý nền kinh tế quốc gia của Tổng thống Biden trong hoàn cảnh tệ hại của ông trong suốt năm ngoái. Việc xử lý suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ thuộc trách nhiệm của ông đã trở thành một điểm tệ hại kể từ cuối năm 2021 khi lạm phát đã xảy ra, nhưng chính quyền cho rằng chỉ là nhất thời, đã trở thành một vết thương lớn hơn đối với các doanh nghiệp và các hộ gia đình. Tình hình suy thoái kinh tế ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn sinh viên đại học thất nghiệp. Ngay cả những đứa trẻ của hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không thể tìm được việc làm. Một chi cục thuế ở thành phố Baiyanao có hơn 100 nhân viên và hơn 20 người trong số họ có con mà đã không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Thành phố Vũ Hải, Nội Mông được gọi là hòn ngọc công nghiệp bên ngoài vạn lý trường thành. Con trai của một phó giám đốc đã tốt nghiệp đại học 2 năm mà chưa tìm được việc làm. Thuế vụ và công an đều là những cơ quan quyền lực, con cái của họ tìm việc làm đã khó như vậy, huống chi là con cái của người bình thường. Vào ngày 22 tháng 3, tài khoản Twitter có tên là Truth Media đã đăng một đoạn video có nội dung đất nước Trung Quốc đang ở thời khắc sinh tử. Có một làn sóng dao động nhập cư trở về quê ở Bắc Kinh, các thạc sĩ cao thủ Thanh Hoa không tìm được việc làm, chỉ xứng đi quét đường. Trong video, một người đàn ông tuyên bố đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Truyền thông Bắc Kinh, nói rằng anh ta đang vặn vít trong một nhà máy sản xuất máy móc. Một người phụ nữ đã nói, tình hình năm 2023 ngày càng tồi tệ trong những năm gần đây, từ bán lẻ đến cải thiện nhà ở, từ dịch vụ đến ăn uống, thị trường toàn quốc đang kêu gào. Thưa quý vị,
Về vấn nạn người nhập cư lậu vào Mỹ, đến nay, Tổng thống Biden vẫn chưa có giải pháp. Giờ đây, trước điều khoản Title 42 cho phép trục xuất người xin tị nạn để chống dịch COVID sắp được bãi bỏ, số người Trung Quốc di cư phi pháp qua đường biên giới phía nam của nước Mỹ đã tăng 900% so với năm tài chính 2021. Theo Fox News, tại một trong những khu vực sầm uất nhất ở biên giới phía nam của Mỹ là Grand Valley, số lượng người Trung Quốc nhập cư Mỹ bất hợp pháp đã tăng vọt lên đến 900%. Theo thống kê, số người Trung Quốc xâm phạm biên giới của Mỹ trong năm tài chính 2021 là 450 người, nhưng năm tài chính 2022 đã tăng lên 1.176 người. Còn trong năm tài chính này, kể từ tháng 10 năm ngoái đã có 4.366 người. Những người này sẽ đợi từ 4 đến 7 năm ở Mỹ trước khi một phiên tòa xét xử liệu họ có bị trục xuất trở lại Trung Quốc hay không, trừ khi họ sợ bản thân sẽ bị bức hại sau khi trở về Trung Quốc thì có thể được ở lại. Cảnh sát trưởng biên phòng là ông Raul Ortiz đã chỉ trích chính sách của Bộ An ninh Nội địa khiến ông không thể kiểm soát được tình hình. Ông cũng cho biết không đồng tình với quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc tạm dừng xây tường biên giới. Reuters đưa tin, giới chức Syria cáo buộc Israel ngày 22 tháng 3 không kích gần sân bay Aleppo gây ra thiệt hại và khiến sân bay ngừng hoạt động, trong khi các nguồn tin tình báo khu vực cho biết cuộc tấn công dường như đã đánh trúng một kho vũ khí của Iran. Đây là cuộc tấn công thứ 3 vào sân bay Aleppo trong 6 tháng qua. Bộ Quốc phòng của Syria nói rằng Israel đã được cho là phóng tên lửa từ Địa Trung Hải vào khu vực sân bay. Vụ tấn công đã khiến sân bay ngừng hoạt động và chính phủ Syria đang sửa chữa công trình này. Hai nguồn tin tình báo khu vực cho biết vụ tập kích dường như đã đánh trúng một kho đạn dưới lòng đất gần sân bay quân sự Nayraf. Israel thường thực hiện các vụ tấn công vào Syria, hầu hết nhằm vào các mục tiêu mà họ cáo buộc là có liên quan tới Iran, đối thủ không đợi chờ chung của nhà nước Do Thái tại Trung Đông. Tính từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ vào năm 2011, Israel đã thực hiện hàng trăm vụ tấn công ở Syria, theo AFP. Các đợt không kích của Israel vào hồi tháng 6 năm 2022 khiến sân bay Damascus đã ngừng hoạt động trong vòng 2 tuần. Hai tháng sau, Israel cũng đã tiến hành hai vụ không kích vào sân bay Aleppo. Kính thưa quý vị, chương trình Tiêu điểm nóng tối nay đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như theo dõi kênh Tinh Hoa TV của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính mong quý vị để lại bình luận, ấn like và ấn sub để đóng góp thêm cho chương trình được hoàn thiện hơn nữa. Một lần nữa, Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.